chào chú chị nha, chúc cô chị sức khỏe. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cái món gì qua các em nha. Thì bữa nay em có một cái mixer để micro, một con mixer này là những cái món gọi là vừa nhập đội đó chị ha. Là có một cái amply, một cái bộ mixer Yamaha, một cái mixer Yamaha và một cái mixer của Thái. À, một con quan VEV, một con quan X5, một con quan BF Auto, một cái thùng full đơn, lo 4 tắc, DJ đẹp zin. Đó. Thì ở đây bữa nay là có một cặp còn dư vấn được rồi, lại là còn cặp chép Thái. Kêu cháu tháo nắp ra rồi ha. Một cặp chép là BA500K, là hôm bữa là có nói là có chú gọi con, có mấy chú gọi con nói là chép bán chưa, con nói bán rồi, tại sao hôm nay nó còn, lý do là tại ông chú xém đẹp trai của con á, ông nói để cho chú gửi cho chú đi, xong gọi lại chú rồi chú nói là nghĩa là qua 12 giờ cái ông chú gọi cho con là thiếu ơi nghỉ chơi cái chép đó rồi. Thành ra là mấy chú gọi hỏi con nó bán rồi, mấy chú thông cảm nghe, bữa nay lý do nó như thế đó mới gọi đây anh chị ha. Thì cái đầu tiên thì em sẽ thử cái amply cho anh chị coi, quay cái amply cục vàng. Có những cái món đồ chơi tình bạn, nó không biết phải đồ chơi tình bạn không, bây giờ là có sống thì em bán sống anh chị, bữa nay là mình chết rồi bán chết thiệt luôn anh chị ha. Đó, một cái amply thì nó xém đẹp thôi, tại lý do chỗ này nó hơi bê bông lên anh chị, nó cũ chỗ này nè. Đó, cái amply đẹp ha. Bây giờ em khui cái nắp lên cho anh chị coi ha. Đó, cái nắp chỗ này lỗi chút xíu nữa anh chị. Đó, cái amply đẹp không? Cái amply chạy là 2, 4, 6, 8 con ha. Hai con tụ tăng phô trà bá đây. Cái chỗ này nè, quay chỗ này sát con. Cái chỗ nguồn của nó lạ lắm chị. Này, chỗ này dùng con tay úp nè ha. Cái chỗ cái chui nguồn nó ghim vô, nó dài gì nè. Đó, thì cái amply như thế này thì bây giờ em sẽ test cho cô anh chị nghe với em ha. Bây giờ em khởi động nguồn lên. Rồi, ngồi đi con. Rồi, ông nội con đốt lửa đốt nó mùng rồi. Đó, khởi động nguồn ha anh chị ha. Rồi, bớt volume lại rồi một hạt rồi. Đó, bây giờ thì em cũng có em làm cho nó nhanh tí không chị ha, tại em mò nó hơi lâu, anh chị thông cảm giùm em ha. Đánh em là không được nhanh thôi. Bây giờ em thử nha, thử nhạc nha. Bữa nay em thử quay cái full đó. Cái full đơn của em đi hát hàng ngày đó, cho có những anh nói là chắc âm ngồi gần quá nghe không rõ, thì bữa nay em sẽ để thùng xa ra như cũ em để làm hàng ngày đó nha. Rồi, em thử cái amply nha. Rồi, hai kênh này em thử nó hát tốt rồi anh chị ha. Giờ em thử cái micro cho anh chị nghe với em nha. Đi trời ơi, vậy là nó bị sai, nó bị nhắn vô sai, chứ không phải là em tưởng là cái volume này thay nó bị sai ha. Thì là cái này gắn vô bị sai, bởi nghe cái nó chất chết. Rồi, cho nó về chỗ cũ đi, mình thử lại cho anh chị nghe ha. Để mà hai em nó lên 12 giờ là có những cái amply là nghe không được nữa anh chị nghe nè. Vì sao nghe, bây giờ em dặn nè, nghĩa là cứ chỉnh ngược kim đồng hồ đó thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, hai. Đó, thì nó nằm ở độ này nè ha, cái âm ly này nằm ở độ này thì nghe ok nè. Đó, thì em chấm ha. Tại cái chỗ này là phải chấm mới được, chấm thôi là nó bị dặn không đúng rồi, có hai nút rồi thôi, dặn không đúng là eco nó dở lắm nè. Em thử lên cho anh chị coi nè, nếu em dặn theo như thường thường cái amply của mình để 12 giờ nè ha. Hello. Lo một đống lô luôn anh chị thấy không?
Dạ, anh đi chỉnh lại ha. Lên 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo. Hát tốt anh chị, một like không chị ha. Tới like số 2. Cái em ly này là mỗi thiếu hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm ha. Tại vì cái này em có, nãy em thâu khách, em có test rồi ha quý chị ha. Chép mà em chưa dám dặn nên em dặn chép thử nha. Trời ơi. Chép là ở ngoài là nghe bao nghe luôn cô anh chị đó. Một cái âm ly như thế này em sẽ em cứ cùng kêu quỳnh hỏi với em mất tiêu rồi. Đây có cái âm ly hoạt động tốt nè anh chị ơi, chạy có 8 con thôi nha chứ không có nhiều nha, đi đếm con là không có đi đếm con nha. Đó, quay cái ruột cái nữa cục vàng ha. Và cái âm ly này thì em bán cho cô chú anh chị là tình trạng của nó, cái nắp nó là như vậy đó nha, cái nắp nó không được đẹp ha. Cái này em bán cho anh chị là 600k bao ship. Đó, một con cái âm ly ha. Cái miếng nhôm nó nhìn xịn sò không? Thì ngon thế. Rồi, cái này là 600k em bao ship tới nhà nha, đầu video nha anh chị ha. Rồi. Bây giờ là em sẽ chắc nó qua. Em có mấy con vàng nữa chị ha, bữa nay em bán rồi cho tình bạn hơn cho giống chị nữa nha. Em sẽ để cái ly này qua để em để qua một bên nha. Rồi lại đây bé ơi. Thì ở đây em có một con vàng nè nha. Thì em thử cho anh chị nghe với em ha. Đó, em thử cái vàng đầu trên ở trên đầu tiên nha anh chị ha. Tại vì em sợ bán những cái vàng nó lỗi như vậy cũng chị xả không được, tội nghiệp quá. Thôi chạy những chú mua về xả không được, thấy kỳ quá. Bữa nay em cố gắng ha. Cố gắng em lấy những cái vàng nào nó ổn tí. Tại vì lấy những vàng lỗi sợ quá chị. Lỗ sặc máu. Đó. Rồi em sẽ thử cái vàng đầu tiên ở trên ha. Ở cái ngồi lo đi con. Rồi em sẽ thử với một con men này ha không chị ha. Một con men này là tiếng cực kỳ đẹp nè. Chúng men này em vừa bụng 800 quái một kênh. Quýnh được 4 cái lò Queen 65. Gia đình 75, 4 cái chơi được thoải mái nha. Tiếng mic cho anh chị nghe ha. Em bớt cái mic lên chút xíu. Xin đại cái mẫu lỗ nào đi. Hello 6 7 8 9 10. Hello. Con đường xưa em đi vàng lên mái tông thề. Có hồn dâng tái tê. Alo 6 7 8 9 10. Hê 3. Đó, một con vang hát tốt không chị ha, không lỗi lầm ha. Con vang này thì em bán cho cô anh chị là, em cũng nói chung là em phải cố gắng em thử cái nào hát tốt báo hát tốt, cái nào lỗi là em báo lỗi nha anh chị ha. Một con vang như thế này á em bán cho anh chị là 1.900k. Hả? 1.800k để em bao ship tới nhà nè, được chưa? 1.800k con qua này em bao ship tới nhà nha. Rồi em sẽ nhúc ra rồi em quay chi tiết cho anh chị coi với em nha. Nhạc vào là ở đây. Còn hai kênh này là ga main full, còn cái này là sub nha anh chị ha. Đó. Ông nội đó con. Để kiếm một nội đợi ba xíu ba quay video tí ha cục vàng nha. Ba con đợi xíu đi ba kiếm nội cho. Rồi con ngồi ghế đi con. Rồi cái vang này là em bán cho anh chị là 1.800k em bao ship mọi miền tổ quốc không chị ha. 1.800k cho một con vang bãi này ha. Rồi. Tiếp theo đây. Có một con vang F5 ha. Đây.
Cái này là khách đã lên nguồn ô tô rồi đó chị ha. Đó. Hiện giờ em máy hoạt động tốt ha, không lỗi lầm. Rồi em sẽ test cho anh chị nghe với em. Lên kêu mẹ gọi ba, ông nội đi, ba giùm ba cái cục vàng, ba làm chuyện tí nha. Rồi em sẽ thử nha anh chị ha. Em mong em sâu bay tóc con đường xưa em đi và đêm mãi tung về lần sâu bay tóc. Cái con hồi nãy con kia là nó hơi bị thừa chép tí, thì chỉnh chép bớt chút xíu anh chị. Tại cái con này là chép này vô full này là hơi đúng nè, nó vừa nè. Tại giống như em thử ở đây mà em chỉnh công văn lúc nãy thì nghe nó hơi bị thừa chép. Ở đây ở ngoài em nghe nó hơi thừa chép, cái về nhà có khi nó vừa, có khi nó dư là tùy theo độ không chị ha. Nhưng mà chỉnh là tương đối gì thôi. Lên sổ bày tâm chị mời. Chủ yếu là agree hoặc có đủ nha. Hay là bấm cho cao lên chút xíu vẫn được nha anh chị ha. Về bấm cho nó cao lên chút xíu nha. Ở đâu không gành nữa anh chị ơi, thông cảm em nha. Ở đâu vậy? À, muốn xịt 50 ha. Em thử nha, em cũng đang tập chơi không à. 70 đi ha không chị ha. Xe cái nữa. Yes. Rồi, em sẽ dặn muốn xịt cao lên này không chị ha. Quýnh là bao sướng nha. Cái con này là quýnh là bao sướng. Những cái quan như thế này nghe hơi sướng không chị ha. Thì em đã test video là em có xàm báo gì không chị ha. Thì có những anh em giống như có những anh em cũng đừng biết thế nào lên, cũng có những anh em mà gọi là em á, không có em nhỏ xíu tuổi mấy anh ơi. Quê Úc nè. Em nhỏ xíu tuổi à, em có 30 mấy tuổi à. Cho nên á mấy anh mà có kiếm chuyện á, mấy anh kiếm mấy người lớn thì mấy em cái nha. Tại em cũng chả có quan tâm đến mấy anh làm cái gì. Nhưng mà em cũng nói thiệt luôn là em còn nhỏ nhưng mà em có lên coi những video của mấy chú mấy bác á đăng bán này bán kia, em cái nào hay em học hỏi, cái nào không hay á em sẽ bỏ qua và em cũng không bình luận luôn. Tính em là gì em không nói luôn, nghĩa là mình nói làm gì, mình không có liên quan gì tới họ đâu mà mình phải vô mình nói họ làm gì ha. Cho nên là giống như học cái năng tiếng em bán là mấy trăm ca, ông anh ông gọi nói là hình như là đúng 6 tiếng 8 tiếng lúc đăng video lên tới 8 tiếng đến 9 tiếng ông gọi ông nói là bán rồi đăng lên chi. Em nói dạ thì em đăng lên rồi em bán rồi anh trai. Em nói mày bán rồi mày mới đăng lên. Dạ trời, em đâu có rảnh đâu mà làm chuyện đó. Ở đây em bán một món hàng, em chủ yếu là em chỉ có đồng lời để em mua sống bản thân em thôi, chứ mà đâu phải mà em lên em câu like mà để em nó có khi nào thấy em mà em chắc cái đống hàng này em chắc qua bên em quay cái đống hàng khác là không có, em quay hết trơn luôn, đợi em có gì em quay hết nấy. Rồi chú nào mua được cái gì mua em cũng chả ngại vấn đề mà hàng bán được không được không được gì hết trơn á, thì quay cho tôi biết. Bán được thì mấy chú ủng hộ thì rất là vui ha, còn bán không được thì cứ nằm đó, thì có một ngày mấy chú có sử dụng được thì ủng hộ con cháu không có gì hết ha. Cho nên là đừng có nói em diễn hay cái gì kia chẳng ơi, thì đồ của em có làm sao thì em đăng lên bán vậy đó, cứ na cũng vậy thấy không. Đồ men ở nhà đây một bầy em quay hết một bầy, nó cứ lựa con nào thì phú thằng cháu thì cháu sẽ báo chi tiết hay là sau đó, chứ đâu phải mà em lấy thí dụ em có chục cái men thì em đăng bữa nay hai cái mở hai cái mở ba cái mở bốn cái em đảo tới đảo luôn không có đâu, em cũng chơi chỗ đó không gì không. Rồi cái ba x năm này em bán cho chị là 1.500.000 1.500.000 không chị ha. Rồi cái chiếc lông mà em nói chuyện mà chiếc lông nó không tương em luôn nè. Rồi để có này. Mà những anh mà nói em như vậy đa số không mua mà em biết. Tại vì họ có người anh em hay gì đó hay là dòng họ gì đó làm giống em như thế này mà không biết nghĩ sao mà lại nói em vậy chả hiểu. Thôi bỏ qua đi nè. Nè cái van X5 này thế này là hoạt động tốt không nữa làm ha. 1.500.000 bao xíu tới nhà nha.
Rồi 1.500.000 bao ship tới nhà. Rồi nổ trước luôn. Rồi, có lên đây một con vang này ha. Một con vang này là tình trạng là hoạt động tốt, không lỗi lầm hả anh chị ha. Đó. Mọi thứ là hoạt động tốt không lỗi lầm. Rồi, về tự cũng tự căn chỉnh ha, em thử luôn cho coi cho rồi nè. Thì em đâu có thể bán mà em nói ừ nó sống là em bán sống mà chết thì bán chết, nhưng mà em đâu có gạt đâu. Chàng ơi thì ông ơi, tại sao không hiểu, có khi em có nói vợ hoài á. Ủa tại sao cái món mà ổng nói mình như vậy mà cái món mình bán không được, sao ổng mua mà ổng hỏi cái mua mình bán mình món mình bán rồi mà ổng hỏi rồi ổng mua không được, ổng là chữ mình không hiểu. Thì sao cái món con bán chưa bán á, ổng mua đi chừng một đống nhà đó. Thì đơn giản lắm chú ơi, cái gì mình cần người khác không sẽ cần ha. Có khi mấy chú thương con, mấy chú ủng hộ, nhầm chú không xài luôn vẫn mua. Hello, sống một cây. Hello, sống một cây 8-9-10-10. Bên đây là nhạc ha. Đó, bên đây là nhạc không vậy ha. Hello, sống một cây 8-9-10-3-3. Rồi con quan như thế này hoạt động tốt không lỗi lầm nên chị em bán không chị là đây nè anh trai nè, nó có nói á, anh trai lên, anh trai ơi lên con gọi cho em con quan này nghe, bán 500k nè, bao ship tới nhà nè, hoạt động tốt không lỗi lầm ha. Đó con quan này nè, 500k bao ship tới nhà nè, 500k bao ship tới nhà ha. Đó anh gọi cho em con này đi nhá. À, anh đó anh lựa cái nào em còn đi, anh cứ gọi cho em nha, 500k bao ship tới nhà mọi miền Trung Quốc nha, hoạt động tốt không lỗi lầm. Được chưa? Rồi tiếp qua đây thì em sẽ lên một món đồ chơi tình bạn tiếp coi. Đây cái con này hôm bữa ông anh đẹp trai, anh trai mua với em rồi, thì anh trai đẹp trai đó, anh trai nói là anh chỉnh đi cô không ga, thì em nói anh trai không ga thì anh bán lại cho em mua lại, anh trai đổi chút đỉnh nha, anh trai ok quá. Nói chung là cảm ơn anh trai rất là nhiều, nhưng mà hôm nay á cái này là đi là lần thứ ba với anh chị, ba kiếp rồi đó nha. Tại sao nó ra ba kiếp thì tại lý do á, cái này bán rồi trai gỡ lại cho mình kiếm tiền cà phê tiếp, rồi á là anh trai gỡ cho em kiếm tiền cà phê rồi đó, là xong rồi ông chú kia ông thấy em về, ông nói là thôi để rồi tao khỏi đăng video. Dạ đưa chú về á, không biết làm cái gì, chưa có nhận gì hết trơn á. Không rồi tao thấy nó không hay đâu, gỡ trả mày, đừng chút xíu vậy. Rồi em thử cái mixer này không chị ha, thì em thử cái micro gỡ ở ngoài xong rồi em sẽ tiến hành thử cái micro trong ha. Có một hai đơn vị đó chị, vui lắm chị. Ở em nói khu vực của em thôi nha, em bán giống như cái con đẩy đi, nó đình đám ai cũng mê rồi để mua bún súp. Chốt với em rồi ông anh khách mua chốt với em rồi, gọi cho anh đó nói thôi con đó quýnh níu xè quýnh được cái gì. Rồi ok không mua thôi. Rồi cái hôm bữa cái men cái gì, ở cái men mà chiên súp quýnh bao quýnh ông quýnh 4 cái con trăm là chai khét nghẹt cái con luôn á. Gọi hỏi ai không biết nghe, nhưng mà em biết cái người đó chứ, gọi hỏi quýnh nổi không, trời ơi cái men đó nó bán quýnh nổi cái gì, quýnh lo nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi men của mấy anh thì chắc quýnh hơi khủng. Em chỉ nói khu vực của em thôi nghe, mấy chú mấy bác thông cảm giùm em nha. Còn cái mixer này cũng vậy á, gọi chắc gọi gì đó cho nên nói là mixer dở lắm, đừng có mua mixer của em của tôi nè, hay lắm. Em nào giờ không có đâu cái điều đó đâu. Dạ mua được thì cứ ủng hộ con cháu vui, cháu có tiền ha, không có gì hết. Đây em còn cái ví dụ mà eco mà không sâu nè ông chú nha, cái tiếng quạt không sâu nè, con thử cho chú nghe nha. Sâu một khi đó quạt gì được chưa ông chú, nè con bớt ra bớt lại chút xíu nè, giờ con lên chút xíu đây nè. Lên sâu 7-8-9-10 sâu 7-8-9-10 hi hi. Rồi thì con sẽ lên tiếng quạt nha. Hello. Đó cái mi con nó bị èn nha, nè kéo xuống hết nè. Đó bây giờ là nghe thử tiếng quạt rồi. Con đường xưa em đi nè, em sẽ lên cho hết ra nè.
ở bên đây em để chút xíu rồi, chút xíu rồi đừng lên lớn quá, em lên lên 3 giờ thôi nè. Nè quay Út nè cục vàng. Con đường xưa lại luôn một cái là phải đợi chút xíu nó mới hết gọi là đừng có gọi là thiếu ha không chị ha. Chú ơi, chú ơi, ông chú thông cảm giùm con ông chú ha, con chung con cảm ơn chú đã ủng hộ con dữ lắm nha. Nhưng con biết ông chú hiện giờ là này, khi ông chú đã chung được vui vẻ ông chú nha. Mình cuộc sống này chỉ là mình vì nhau mà sống thôi đó một lay không chị ha, đó là thứ hai ha. Thì vẫn test cho nó sống hết không, đặng báo ông chị nãy giờ nói sàn cũng hơi nhiều rồi, thông cảm nha. Về nhớ bắt nhạc là phá mấy nút mà xuống không chị ha, bắt nhạc là không sử dụng eco nha. Rồi tiếp đây con xài cái micro dây nè em chị, cái line này em đẩy hết ra, cái này em để cao lên nè. Về của anh chị mà xài mixer, dòng mixer á với cái van cũng vậy, về của anh chị mà xài cái micro điện tử á, tại sao những cái micro điện tử nhầm chú á, cái trong cái micro nó có hai nút mà chú dặn có nhiêu nè, nó lớn như lắm mà không biết sao bớt á, cho ông nói là ôi đừng có dặn lên quá nó lớn lắm. Nên thật sự mình hãm ở trên lại chứ mình đừng có hãm cái mi nha. Đó thì đây nè ông chị ha, em thử cho chị nghe với em ha. Tiếp tục lên sâu bảy đi ngàn đã dây luôn mới chịu nha, thương chết lên. Đó, sống hết nè anh chị ha. Đấy lộn hả? Được không? Được. 6-7 là lay đôi nha anh chị ha. Lay đôi là game hai cái nhạc của đây nè ha. Không phá cái nút bị lệch ha. Rồi bây giờ em thử cái micro của nó ha. Cái dạng để ok kiếm cái... Con đẩy pin vô nha. Rồi nhấn nút này vô. Đó, nhấn nút đó vô nha, em mở mi lên. Lên sâu bay. Đó, cái micro dây là tiếng nó tối em dặn lên, bây giờ em dặn là chỉnh thôi cái micro này ha. Lên sâu bay. Rồi em cái tay này hát tốt không chị ha. Rồi một tay nha. Cái mixer này đủ duyên với em á. Cũng nhờ mấy chú cái gì mới cho tiền uống cà phê cho cháu được chứ. Đây là bữa nay là cháu sẽ làm dấu luôn nha, làm dấu cái chế độ echo cho mình dặn nha. Hello so. Nè, quay Út nè. Hello so. Hey. Đó, ok chưa? Hai mi sống hết nha. Rồi cháu sẽ rút kinh nghiệm ha. Giáo rút cái kinh nghiệm lại, cháu dám chấm những cái nút cho cháu cái này phone không xài nè. Giờ đang chỉnh chế độ số 5 thì để số 5 luôn nè, cái này để nhiêu đây nè. Đó, về cứ dặn y thinh như thế này là lụm thôi. Đó, rồi. Đó, rồi cái nút này là mình thêm bớt, cái nút này là mình nhớ là nhạc ghim vô đây là phá nút lại, còn micro ghim vô thì mình thêm bớt ở đây là chuyện gọi là muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu không chị ha. Rồi cái mixer này em bán không chị à. 1.500.000 ha. Mixer liền hai cái mi không chị ha. 3 tờ 500 nha. 1.500.000. Mà đúng là không nói cỡ nào, bây giờ cũng bức xúc quá, không phải nói không chị ơi. Nhưng mà nói nhẹ nhẹ thôi, đừng nói nhiều quá, tội nghiệp. Mấy chú chửi chết. Cái chú cho coi video vui vẻ cháu nha. Còn thương cháu cho cháu một cái like hay là cái bình luận gì đó. Mấy chú ơi quên nữa. Mấy chú ơi, cái chú nào mua được hàng của con cái vô bình luận nha. Bình luận rồi, chú đã mua được cái đó. Cho mấy anh mà mua không được á, thì mấy anh nói là đã có bán thiệt chứ không phải là con giỡn chơi đâu nha. Tại vì những món hàng của chú ha, mấy anh trai đó không có mua em biết. Thì 15 món hàng giống như được gọi lên thì khoảng 15 món hàng thì bán được có 10 món à, còn là 5 món anh trai không mua đi. Cái mixer này có hát được không? Là có nguồn nè. Đó. Cái mixer này là cái mixer Yamaha. Đây, bụi còn y thinh của khách luôn nè ha. MG82CX ha. Đó, cái mixer Yamaha nha anh chị ha. Bây giờ em sẽ thử.
cái đường ra là cái đường mono cite input legal cite gì không biết nữa, thì ghim đại đi ha, ghim đại coi em ấy có hát được không. Cái con này thì em bán giá thì không cao đâu ha, chủ yếu là kiếm tiền được một buổi cà phê sáng là lấm lúa không chạy đâu hết. Lin tao tao à, có này, có lên nè, giờ nặng lên kìa. Ủa gì thế, hát cái gì kỳ vậy? À, bây giờ nè anh chị, bây giờ cái nút này nè, không lâu ngày không dặn nữa thấy không. Thì ở trên video này thì em có những cái gì mà mấy chú mà có thấy cháu làm hay á thì mình có thể làm theo, còn cháu không làm dở quá thì đừng làm theo nha. Một like không chị ha, nó giơ cái nút này không chị, giơ cái nút trên này nè, em dặn tới đây nè, nó mới ra nè, bớt là nó không ra. Giờ cái nút này làm gì? Về có xử lý được giùm cháu thì xử lý nha. Là vẫn giờ nút này nữa anh chị ha. Cái dòng nhạc sướng, tiếng nhạc sướng quá. Rồi. 3 like hát hết ha anh chị ha. Tới 4 like. Cái like này chỗ ba lăng đâu, ba lăng này nè, lên đèn con bên nè anh chị, em test coi nó phải lên đèn bên không. Rồi cái like này nó không hát bên ha. Rồi cái like này ra con bên nè anh chị ha. Cái like số 56 ơi, 56 đúng rồi, mô phạt địa ơi, này ghim dưới đây nè, 56 lại đâu gì đó, hợp lý chưa? Yeah. Dạ, có nghĩa là like này chú anh chị đâu muốn hát hai like phải ghim gì nè, nó mới hát hai like nè ha, còn ghim ở trên thì nó hát được trên, này ghim dưới hát được dưới thôi. Rồi thì không phải hư ha. Rồi tới gì nó mới biết hư nữa nè. À cũng là like đôi nữa anh chị ơi, 5678 rồi tới ghim dưới mới hát được trên. Ủa thế sao thế? À ghim đây thì hát nè. À báo đèn luôn kìa. Ghim qua đây thì hát. Ủa phải ghim này đúng không ta? Thế lại đi ha. Nói chung là cái này nó đang bị dơ nữa chị ha. Không hoạt động gọi là ngon lành cành đạo đâu. Nhưng mà về mình biết xài mình đã sử dụng được không chị ha. Em thử đi châu à. Ôi gì à? Ôi cái gì thế? Tôi mới so hay cái gì đây? Được số 7 toàn 90. Ờ cái nút này nào chị dặn đụng vô nó lớn nhỏ cái nút này nè. Em thử cái test coi. Chi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Chi 1 2 3 2 3 Chi Chơ Hi 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 Hi. Rồi cái này ISO này bị dơ không chị ạ? Cái ISO máy này nó bị dơ là cuối cùng lại là ISO không có không chị ha. Thì nó có ISO được luật đầy đủ nhưng mà ISO không có, tình trạng nãy giờ cháu đã báo rồi không chị ha. Cái này em bán không chị là một tờ 500k bao ship mọi miền tổ quá.
nó anh nhâm ga cho một con máy sơ ha, máy sơ Yamaha không chị ha. Mà đặc biệt cái máy sơ này rất là vui nè, cái cục nguồn nhìn nó xịn lắm nè anh chị ha, hay cái cục nguồn bao nặng luôn nè, thấy thì đã không chị đó. Cái này 500 ga chưa bị xin chưa làm gì hết không chị ha. Đó thì tình trạng trong video em có thử rồi, em có báo chi tiết coi kỹ giùm em ha. Rồi cái này đi qua không chị ha, em trách nó qua một bên. Nhanh nãy giờ thử có cái miếng sơn nhỏ không mà lâu quá. Rồi, em có bằng miếng sơn Yamaha 16 ha. Rồi, ngưng miếng xíu đi cục vàng. Rồi, em thử cho anh chị coi ha, một cái miếng sơn MR166CX ha anh chị ha. Ủa, nó mạnh má ơi luôn á. Rồi một là hát tốt luôn chị, cái like bên đây thì nó mất tiêu cái cần kéo rồi ha, không cần phải thử không chị ha, là nghĩa là chết queo rồi, không có cần kéo gãy rồi không chị ơi. Rồi hai là hát tốt nha, tới là số 3. À, tới là số 3. Ôi, nhắc kêu sát xuống. Ok vậy. Sao thế? Nhấn nút gì nữa không? Nút. Ồ, kì vậy. Thế là không hát không chị à? Ôi, nó bị gì? Nó bị kẹt nữa chị thấy không? Nó bị kẹt cái gì trong đây, nhẫn xuống không xuống nè, thấy không? Rồi, nhưng hát tốt anh chị, ta là số 4 hát tốt nha. Đó là số 5 nè, ta phải nhấn sát gì nè. Rồi, đó là số 6, tua nhanh tí xíu anh chị ha. Đó là số 7. Đây số 8. Rồi, đây là 9, 10 ha. Tới 11, 12. Và 13, 14 là phải ghim 2 like không chị? 13, 14 phải ghim 2 chỗ này vô mới hát 2 kênh nè. 6, 15, 16. Rồi, thử cái micro luôn cho nó nhanh anh chị ha. Blue so bay t t t c c l q q c m e ba. Ở cái nút này nhá không cháy đèn luôn anh chị, có nghĩa là nó đang bị dơ cái nút này hay sao đó mà nó không cháy đèn. Phải cháy đèn như thế này là mới hát này, giống như gì nè. Blue mình nhấn ra là tắt nè, blue luôn thấy không? Blue. Nút này không cháy nữa anh chị ha. Và cái mixer này cho là không có eco ha. Rồi em bật cái giá lên nha. Cái mixer này em bán cho anh chị là, cái mixer này là 1 triệu 2 tờ 500 đó anh chị ha. 2 tờ 500 em bao ship tới nhà nha. 1 triệu bao ship tới nhà nha. Chà ba lửa luôn. 16 like ha. Bằng cái men, bị ngang bằng cái men nè, thấy không? Bị ngang bằng cái men luôn nha. Rồi cái này là 1 triệu em bao ship tới nhà nha. Tình trạng đó em báo trên video rồi đó nha. Rồi có thêm cái nữa, đặc biệt cái nữa là nguồn anh máy đã làm nguồn liền ở trong, không phải xài nguồn G nha. Đó thì thường thường zin của nó phải có cùng nguồn ở đây, zin vô đây, nhưng mà hiện giờ đã là chế, khách đã chế cùng nguồn liền ở trong luôn rồi, chỉ zin vô là quất thôi. Rồi 1 triệu bao ship tới nhà nha. Cái cục vàng giờ em bán cái này không chị ha. Cái này hôm bữa em có đăng mà em chưa có thử này ha, bây giờ em sẽ thử đó. Này đủ duyên là thử cho anh chị coi ha. Đây cái gục của nó đây, đây chạy là class gì đây không biết nè, nguồn xung anh chị ha. Đó bên đây là phần của thằng vang, bên đây là phần công suất ha. Rồi em sẽ thử cho anh chị nghe với em. Rồi ngồi xuống đi cục vàng yêu, bây giờ em cúp nguồn, bắt nguồn lên nha. 1 2 3. Cái nút này em có cái nút zin của nó, em để vô lại, em chưa có thời gian để vô nha. Đó, mở lên cho nó đỡ nó khởi động tí xíu anh chị ha. Này con mã số là con MMHK913 ha. Này quýnh một cặp 30 của 75 thôi nha, đừng quýnh cao quá nha.
Rồi em thử cái kênh bên phải, bên trái màn hình của, bên phải màn hình của nó hát không ha. Rồi bên phải màn hình hát luôn thôi chị ha. Rồi bây giờ em thử cái micro nha, em thử cái micro tiếng nó đẹp hay không, hay là nó nằm ở dưới đáy quện. Được. Được. Rồi em sẽ dặn, tại ở đây chưa không có dít dẹp để dặn, dít ke để dặn cao lên. Bây giờ em dặn cái tín hiệu của nó cao lên tí xíu nha. Em là 36 đi nha. Con đường xưa em đi một ngày ba. Rồi em sẽ lưu lại cái mức là 36 cho anh chị luôn ha, 30 35 đi, số 35 đẹp mà, lưu 35 đi ha, mình chống hú cho nó hết mức đi ha anh chị ha. Cái này về là chỉ cần cái một cái bộ micro điện tử để vô là mình quất một cặp 30 là quýnh banh chành cá lâu 30 anh chị ha. Rồi con quan này em bán là 2 triệu bao ship tới nhà nha. Con quan đẩy đường quan nha. 2 triệu bao ship mọi miền Tổ quốc nha. Rồi ốp một cái để lấy đồ xin nữa. Rồi của chị cái men này là 2.700k nè. 2.700k bao ship tới nhà nha. Nó một con men bãi đẹp zin can sà beng nha. Chưa sửa chữa, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ lần nào ha chị ha. Đó, con này là 2.700k bao ship tới nhà, chạy là lấy công sức hết đi, điểm đủ hết cho mấy con này, 1 2 3 4 5 6 24 con điểm công sức thiệt, 1 2 3 4 5 20 con công sức nha chị ha. Đó, nguồn trà bá lửa ở đây có thông số mã hoạch gì không? Rồi không thấy thông số mã hoạch gì hết. Đó, cái này là 2.700k em bao ship mọi miền Tổ quốc nha. Cái này quýnh cho em 4 cái lo cool 65, hát gia đình thì 4 cái cool 75 ha. Này là xa 2U không chị, xa 2U nha. Em lên cái tem mới cho nó may mắn đây. 2.700k, 2.700k bao ship. Em ở Tân Châu An Giang ha, mà ở ngoài Hà Nội em cũng bao ship luôn. Hồi xưa giờ vậy mà. Rồi đó, 2.700k. Rồi tiếp vào đây nè chị ơi. Có một cái thùng, một cái lon ha. Một cái vỏ thùng, một cái lon. Thì bát này là bát DJ đây. Bát DJ từ model gì của nó đây. Đó, nó là từ 220 cool 100, còn nguyên bản nguyên zin. Một cái giỏ thùng thôi, dưới một cái bát thôi anh chị ha. Một bát 40 từ 220 cool 100. Thì bát này là còn nguyên zin, chưa đụng đạm, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ lần nào, đã có cái bị thủng cái mũi chút xíu nè anh chị, em không có nại lên luôn nha. Thùng này thì vỏ sơn nhé ép không mỗi một. Lưới bọc có đủ thì tình trạng của nó là có một cái bát, một cái thùng, một cái miếng lưới thôi nha. Thì cái này em bán cho anh chị nè. Đó. Còn cái bát này thì em bán cho anh chị là 800k nè anh chị ha. 800k một cái bát 40 từ 22 cool 100 này đem về quýnh súp quýnh full thoải mái nha. Còn cái ở thùng này á thì em bán cho anh chị là, cái này là em bán giá mà bao ship như thế nào em không biết luôn nha anh chị ha. Tại vì cái vỏ thùng này bao ship thì nó nặng quá. Nếu mà nó thật thì mà bao ship cái thùng này thì em bán của chị là 650k. Còn nếu lợi nhà em lấy thì em bán cái vỏ thùng này là 450-500 thôi ha. Rồi thì nó như thế đó. Rồi qua đây con ơi, ở đây thì cháu có một cặp bát 30 ế nhạy đó, 300k nha. Bát 30 còn hát tốt. Ở đây có một còn một cặp bát 1.500k nè, bát 40 từ 1.9 của 75 hàng bãi nha. Đó, còn này anh chị ha. Đó, bát 40 từ 1.9 của 75, 1.500k. Hoạt động tốt, không lo lầm. Qua đây. Có một cặp bát mẹ tin từ 1.8 của 76, 75 nha. Bát mẹ tin nè anh chị ha. Lo thì có làm con rồi. Đó, lo có làm côn rồi mà có một cái làm côn mà bị cọ không chị ha. Đây cái này đây, hát thì bình thường mà nó bị cọ nha. Đó
hai cái bát mẹt tim 40 từ 180 full 75 này em bán cho chị là dạ 1 triệu. 1 triệu anh chị ha. 1 triệu. À, 1 triệu em bao ship tận mọi miền Tổ quốc không chị ha. 1 triệu nha. Rồi qua đây. Em có bát bay ma nha, 4 cái bát bay ma đây. Con quay mã số với một cái cục vàng ơi. Giấy bọng thì mã vạch mã ơi của nó còi thân nha không chị ha nè. Bay ma. Này sản xuất tại Tây Ban Nha nha, em lên dịch rồi anh chị ha. Nhìn cái bát này đúng là bát bay ma chứ không phải là cái tem bay ma là nó khác không chị, còn cái bát bay ma là nó khác nha. Đây cái bát bay ma này từ 220 cool 100 nha. Đó, lo thì còn nguyên vẫn nguyên zin ha, hoạt động tốt không lỗi lầm. Một cái qua đây. Trong bốn cái này nó có một cái làm con rồi anh chị, đây nè. Đó, còn nguyên bản nguyên zin luôn chị ha. Giấy bọng thì em lấy có nè, mẫu vạch mơ đầy đủ nè. Đó. Có luôn nè anh chị ha. Đó, ở đây còn có đủ hết trơn nè, thông số em ấy còn hết trơn nè ha. Thì cặp bát Bay Ma này nè anh chị, còn nguyên bản nguyên zin này em bán cho anh chị là 4.500k. 4.500k cho một cặp bát 40 Bay Ma, đúng Bay Ma luôn. 4.500k. 500k. Em bao ship mọi miền Tổ quốc nè anh chị ha. Rồi qua đây. Ở đây có một cặp bát 40 cũng bay ma nữa, nhưng mà hình như là đây anh chị ha, còn nguyên bản viên giấy bọng của nó gọi thinh nha anh chị ha. Đó, vẫn là bay ma. Đây quay cái tem kỹ cái cục vàng đó, sản xuất tại Tây Ban Nha luôn nữa anh chị ha. Đó, thì cặp bát này em báo cho anh chị coi nè. Cái này là có làm côn rồi nè, cái này là côn zin mà giấy không được đẹp nè anh chị, giấy nó có bị mớp nè anh chị thấy không? Mớp nè không? Chung hai cái này thì gọi là nó hoạt động tốt, không lỗi lầm. Nhưng mà nó bị lỗi như thế đó, vậy em báo anh chị rồi nha. Hát thì hát bình thường anh chị. Khách đã làm côn zin chứ không có làm côn tầm bậy anh chị. Tại khách này ông anh và trai em biết mà. Cặp bát này em bán cho anh chị là 3.500k nè. Bát 40 từ 22 côn trăm đúng lo bay ma luôn. 3.500k. Đó, em bao ship mọi miền Tổ quốc không chị? Coi thì video vui vẻ cho cháu nha. Đây một cặp chép này nè, cặp chép 450 hoạt động tốt, quân còn zin ha. 500k một cặp. 500k một cặp bao ship tới nhà nha. Đây, cặp lo này, cặp lo gì đây không biết luôn. Lo hai tắc nha. Lo này lo hai tắc nè, nhưng mà bị cháy cuồn hết trơn rồi. Lo hai tắc bị cháy cuồn hết trơn rồi. Đó. Rồi ở đây có 4 cái lo hai tắc luôn anh chị ơi. 4 cái lo hai tắc luôn, hôm bữa nó tặng mà ông anh gọi nó chốt lấy mà không có tiêu qua. Đây. Một cặp, còn lo cặp lo đen này là còn nguyên zin. Nó có cái hát cái hồng nữa nè. 4 cái này em bán sát nha. 4 cái này em bán cho anh chị là 300k nè. 300k. 300k là bao ship nha. Còn 200k là lợi nhà lấy. Rồi, cặp chép thái đi bé. Rồi, cặp chép thái này đã tháo lắp rồi nè. Thì chép này để coi đúng thái không, nếu không thái thì em tính công chuyện khác nữa nha. Giật khui nha anh chị ha. Model của nó là D750 nha. Khui. Rồi, anh cái mâm khui đúng hàng Thái không chị? Chép Thái là nó như thế này, còn không có cái diện này là gọi là Trung Quốc. Có khi có cô anh chị chưa thấy đâu, có chép Trung Quốc làm như thế này nữa nha, chứ không phải là không có nha. Đây mâm này là mâm côn như dẹp luôn nha. Đó thì bị bể cái mâm này nè. Đó, hiện giờ là hát tốt nha. Thì bể cái mâm này về mình có thể làm gì được làm cho em nha. Và một cái cặp này hôm bữa em bán là 1.600.000 đúng không? Ủa tháo một cái hả bé? Rồi em tiếp tục tháo luôn nha. Này là chép BA750 nha không chị? Thì một cái mâm nó bị bể cái nhị vậy đó. Vẫn còn kêu nha, nhưng mà kêu không lớn đâu, tại vì cái nhị nó bị bể là âm thanh nó ra không có lớn đâu không chị.
Rồi em khui cái thứ hai ra ha, và dính cái côn luôn. Đây đúng hàng Thái nha, không phải hàng Tào Lao nha. Đây vẫn là côn như dẹp mấy chị ha, côn như dẹp nha. Đó ôi quá đẹp luôn quý, đó quá xá đẹp ha. Và cái côn này là còn nguyên bản nha. Đó thì cặp này em bán cho cô anh chị là lỗi một cái như thế này, lỗi một cái mâm như thế này nè anh chị coi giùm em nha. Đó lỗi một cái mâm bị tét này ha, thấy không, hai cái còn hoạt động tốt hết ấy, còn kêu hết nha. Hai cái này em bán cho anh chị là 1.500.000 ba tờ 500 em bao xíu tới nhà nè. Thì có về mà xử lý được cái con này thì hãy lấy nha anh chị ha, không có thì cứ coi video vui vẻ với em ha. Hai cái chép 750 này em bán 1.500.000 bao ship mọi miền Tổ quốc nè, 1.500.000 ba tờ 500 nha. Đó tình trạng là báo rõ ràng trên video rồi nha. Rồi qua đây có ngồi đó luôn đi con, có một cặp bát neo cool 76 nha, bát neo cool 76 nè, bao nặng nữa chị, nặng dữ lắm nha, chắc nịch. Đây còn nguyên bản nguyên zin không lỗi lầm nha, hai cái nha, có hai cái là cool zin hết đó anh chị ha. Bát này khá là nặng ha, bát này là model của nó là JBL gì nè, em biết luôn nha. Đó, bát neo 40 từ thì không có từ đâu, nhưng mà côn là côn 75 nha. Thì cặp này em bán cho anh chị là 2.200.000 bao ship một miền Tổ quốc nè, 2.200.000 còn nguyên bản zin bao ship một miền Tổ quốc nha. Rồi qua đây bé ơi, thì cái amply này còn một cái nè, cái đèn này em đã test lên rồi thì nó chỉ có cháy được bóng giữa, bóng bìa 6 bóng bìa không cháy nha, bỏ đó qua bên đi. Thì mixer này còn một cái mixer liền công suất này đi quay nè, đó công suất ra kênh, kênh không ra eco không có, 1.500.000 bao ship ở nhà. Một con mixer đi nè còn á, lỗi máy line 2.700.000, một con mixer xô gáp xịn hôm bữa thử sao quên mẹ nó rồi, 2.200.000 nha. Và cái này là 750.000 nè, một con amply Yamaha cầm điếc. Rồi mixer xô gáp 1.800.000 một cái nha, 1.800.000 một cây. Rồi qua đây cái mixer còn một con mixer xô gáp nè anh chị, 3 tờ 500.000 nha, 3 tờ 500.000 bao ship một miền Tổ quốc nha, bự thì bự chứ bao ship hết nha. Ở đây hai con men này là công suất thật của nó là 1.000W một kênh đó anh chị ha, 4.850.000 một con bao ship tới nhà nha, 4.850.000 một con xa 2U ha, hàng bãi. Rồi qua đây vẫn còn đẹp, đẹp can sơn ha. Cái con này thì thấp hơn 50k tại vì cái nắp này có bị chày nè ha. Đó công suất thật là 1.000W một kênh nè, về quýnh cho em là 4 cái lo full trăm hay là 1 cặp sub 5, 1 cặp lo full đơn, hát gia đình bao sướng nha anh chị ha. Size 2U hàng bãi nghìn con ha, 4.700.000 con này ha. Rồi qua đây con này là 3.500.000 bao ship mọi miền Tổ quốc, đẩy là em bao ship hết, nhưng tất cả mấy món hàng này em là em bao ship hết nha. Con này hoạt động tốt, con lỗi làm máy cực kỳ đẹp, chạy 5 dĩ mạch nha, chạy 8 con tụ trà bá lửa như 8 cái lon bia đó, 3.500.000 size 3U ha. Con này quýnh 1 cặp sub 5 và 1 cặp lo full đơn full 75. Đây cái lọc xì 1U đây, 1U video vừa gọi có cách gọi bán 400.000 này bao ship tới nhà nè anh chị ha, 400.000 bao ship tới nhà nè. Đó cái code này là cái code 6 ly, điện là 110 230 V, hoạt động tốt, có test rồi. Cái code này em bán cho anh chị là 500.000 bao ship tới nhà nè. Cái nắp thì không được đẹp nha, code này 223 500.000, hoạt động tốt không lỗi lầm, 500.000. Đó điện vào của nó là 110 230 ha. Đó 6 ly nha, không phải Canon nha, hoạt động tốt không lỗi lầm, bao ship mọi miền Tổ quốc. Rồi qua đây cái máy chiếu nè anh chị ơi, cái máy chiếu nặng dữ lắm nè, không biết xài sao nè ha, thì tình không biết cái này xài sao luôn. Cái này hôm bữa bán 350.000 hả, cái này là không dinh điện không lên nè anh chị. Con máy xíu là Canon X600 khá là nặng ha. Cái máy chiếu này là về biết sửa hay là về dọc phá làm gì đó làm nha,
em bán cho anh chị là 5 tờ 50 ngàn là 250k. Đó, mấy chiếu này 250k, bao ship một người tủ quốc này được chưa? Cho nó đi hết đi anh chị ơi. Rồi. Men chiên súp em còn 4 cục nha. Đó. Một con 7 triệu, một con 5 triệu giữ, một con 5 triệu giữ, một con 4 triệu 8 như nè. Con này 4.300k, con này 4.300k nè chị. Hàng này hàng nặng thôi nha, không phải là hàng nhẹ đâu nha. Rồi đây con. Có một con men 8 giữ. Thì mấy anh em thường thường gọi con này là hàng bãi ha. 8 rưỡi. Không có đẹp như mơ được đâu nha. Đó, gột thì kính thưa các loại bụi luôn. Nè, bụi nè. Bụi thì ghê không chị nè. Một lớp luôn nè, thấy không? Dữ lắm à. Con này em đã test rồi và làm tốt, không lỗi lầm ha. Rồi, cái con này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 44 con mà công suất thực nó chạy là 40 con không chị ha. Cái này về cái này nhà sản xuất họ lên cái quát ghê lắm, ghê gớm cái con này lắm, bởi vì em không nói quát đâu. Cái này vừa bán cho em 4 cái lò cun 75. Quấn tét gàn luôn. Đó, 4 cái lò cun 75 hoặc là một cặp súp 50, một cặp lò phun đơn của 75 thôi nha. Cái con này em bán không chị là 2.600.000, 650k bao ship tới nhà nha. 2.650k con này làm bao ship mọi miền tổ quốc này nha. Rồi, ship ra ngoài, bay ra ngoài đi chứ nó dính tôi hoài. Thôi video tới đây thì cháu xin kết thúc, chúc con chị mọi người sức khỏe nha. Luôn luôn bạn sự nhí, làm ăn thành công chơi đâu chúng đó mọi người. Chào mọi người.